Hello, anh hàng xóm đã quay trở lại rồi đây. Và hiện tại thì mình đang đứng ở con phố Thọ Sương, một con phố rất là nhỏ nằm trên con đường Phủ Doãn. Và ngày hôm nay thì mình sẽ dẫn các bạn đi ăn phở bò, một quán phở bò rất là nổi tiếng ở trên con phố này. Và có thể nói là lúc nào nó cũng đông ấy, kể cả là ngày thường hay là ngày cuối tuần luôn. Thì hôm nay thì các bạn đi cùng với mình để biết đó là quán phở nào nhé. Đi thôi. Đông dã man luôn mọi người ạ. Quá là đông luôn, mình đã định đi giờ này mình nghĩ là vắng nhưng mà nó đông thật sự luôn ấy. Bây giờ mình đang phải đứng đợi để có một cái chỗ đẹp nhất để có thể quay được cái món ăn này cho các bạn. Chắc là khá là lâu đấy, cũng phải 15-20 phút nữa. Mình đến đây từ 8 rưỡi cơ nhưng mà cũng chưa thể ngồi vào bàn để quay ngay được. Phải chọn một cái chỗ đẹp một chút để quay nó sẽ có cái hình ảnh tốt nhất cho các bạn. Chú Huy nhá. Không ăn tái. Lại. Sao bảo thì tái gây thơ? Đâu về. Rất đằng nhằng cái thật. Đấy chín nhiều hành của ai ạ? À? Đấy đấy thanh niên đấy. Hai to ba cổ truyền nhá anh nhá. Thế là năm à? Tái. Rồi mời đi. Hai bánh cho ba cổ truyền. Vọng mới là cổ truyền, nhân vọng có làm một cái gì nữa đâu mà không cổ truyền. Bánh này ở đâu đây? Chú Huy, chú Huy. Bánh này của ai đây? Cái gì đấy? Cô chú đợi mua bên dưới kia đấy nhá, sắp phải ổn điện đi. Đây, đây. Này chú Bình này em ơi. Lên đi em, lên đi. Ok. Này chú Bình đi em. Bạn ơi, tái chín nhiều hành à? Đây đây, tái chín không? Chú Bình. Này. Tái cầu vô trước này. Xong muốn tái cầu của em. Chị ơi, quán mình mở được bao lâu rồi? Chị bản thân chị thì được 15 năm, còn nhà chị thì 3 đời đấy rồi. Là gia truyền. Từ đời ông nội chị xong đến đời bố chị. Tên anh là của ai ạ? Tên chị, còn là ở đây thì phải nói phở thơ thì mọi người mới biết. Vì là ông nội chị là thơ thì ông nội ngày xưa bán ở ngoài Phủ Doãn này kìa. Bây giờ bọn em còn gọi là phở Thọ Sương. Ừ, Thọ Sương. Về sau đến đời chị thì chị mới bán ở đây. Chị chuyển về đây lâu chưa ạ? Chị chuyển về đây về cái địa điểm này thì được 5 năm nay rồi, còn trước cách đây chị ba nhà, chị bán cách đây ba nhà này. Bán đến bây giờ là được mười mấy năm nay rồi. Trong thời gian 15 năm đấy chị có gặp khó khăn gì không? Chị cũng bắt đầu cũng từ mới đi lên thì bây giờ mới thì cũng phải khó khăn rồi mới lên đến bây giờ chứ. Rồi. Chứ còn phải nhiều, trải qua phải nhiều. Được ngày hôm nay là cũng phải... Chị có cái lợi thế hơn là chị đã có tiếng sẵn từ thời ông bà chị rồi. Bán được phở gánh ở Hà Nội cơ, thành ra là những cái người mà người già ấy là người ta biết hết, nói với ai là người ta biết. Biết có nhiều người ăn ba đời là chị đấy. Chị ơi, chị quẩy tự người ta lấy tự lấy, mình không phải chia nữa đâu. Ở đây là mình mở từ mấy giờ? Chị bán từ 5 rưỡi đến 1 giờ. Ờ đấy, 2 tay 9. Lần đầu tiên mà em quay mà em phải chờ lâu nhỉ. Thế à? Vâng. À thế à? Để chọn chỗ các thứ. Bởi vì nó quá đông ấy, không thể có cái chỗ nào mà ngồi để quay ấy. Thế là mình có đầy đủ tất cả từ nạm gầu rồi. Chuyên bò. Thế cái giá thì từ bao nhiêu đến bao nhiêu? Tùy 30, 40, 50, ai ăn bao nhiêu thì bán, ít nhất là bình dân là 30. Anh sát cầu thang. Chanh hết rồi. Đã còn hái quả chanh nhé. Anh đồng nghiệp là bên 50 à? Chị ơi, em một nạm gầu nhá. Vâng. Đúng rồi, 250 nhá. A few moments later. Đây là cầu của em đi. Cảm ơn chị.
các bạn có thể nhìn thấy rất là ngon. Mình thì mình hay ăn nước béo nên là mình gọi nước béo các bạn nhé. Phở bò nạm gầu ra ở đây thì bây giờ mình sẽ ăn và nêu cảm nhận các bạn nhé. Thì mình gọi nước béo, bây giờ mình sẽ thử cái nước dùng trước. Nó có vị của xương bò và một chút gừng, theo mình cảm nhận là như vậy, rất là thơm. Tiếp theo thì mình sẽ thử cái thịt bò này nhé. Miếng nạm gầu rất là ngon đấy, nhìn thôi đã muốn cắn luôn rồi các bạn ạ. Đấy. Nhìn rõ không ạ? Đó. Wow, thịt mềm dã man luôn các bạn, rất là ngon luôn ấy. Nó có cái độ mềm và cái độ thơm của phần nạm gầu ấy. Và sau khi thử phần nước dùng cũng như là thịt bò xong thì bây giờ mình sẽ cho tương ớt cũng như là những cái gia vị vào ăn thì nó sẽ chuẩn hơn các bạn nhé. Một chút ớt này. Ớt tươi đâu này. Tươi này. Cho bắt phở nhìn nó cũng đẹp mắt hơn. Thiếu gì nhỉ? Nấm tỏ. Đấy. Bát phở nạm gầu hoàn chỉnh của chúng ta đây, mời các bạn. Bánh phở này nó là thuộc dạng bánh phở nhỏ các bạn nhé, nó không phải là bánh phở to. Và ăn thì mình thấy nó rất là mềm, nó có cái độ dai vừa phải. Cá nhân mình thì mình thích ăn bánh phở to hơn một chút. Ăn thì mình thích bò, mình cảm giác nó tan dần trong miệng luôn các bạn ạ. Còn rất là phê luôn vậy. Mình sẽ thử quẩy nhá. Có chứ. Quẩy thì nó có cái độ giòn vừa phải. Cá nhân mình thì mình thích cái độ giòn như thế này. Nó không bị kiểu nó giòn kiểu vỡ ra ấy, mà ăn kiểu nó giòn tan trong miệng rất là ngon. Quẩy cũng rất là thơm nữa. Mà ăn, nếu mà các bạn ăn ở đây mà các bạn không lấy quẩy luôn ấy thì sẽ hết rất là nhanh. Các bạn sẽ phải chờ đợt tới tiếp theo nhé. Vừa sau thì mình cũng phải chờ có quẩy thì mình lấy mình mới ăn được. Sáng nay mình đã cố gắng đi sớm nhất, nhưng mà đến tầm 8 giờ thì đến đây quả thực là rất là đông các bạn. Mình đã phải chờ khoảng 1 tiếng thì mới có được cái chỗ này để có thể ngồi ăn và quay review cho các bạn ấy. Rất là đông luôn. Bởi vì hôm nay là cuối tuần thì người ta cũng dậy muộn ấy. Thì cứ càng cái tầm 9 giờ 10 giờ thì nó sẽ là cái giờ cao điểm nhất của cái ngày thứ bảy chủ nhật, nhất là ngày chủ nhật. Thì nếu mà sau mà mình quay một cái quán nào mà nó đông như này thì có lẽ mình sẽ phải đi sớm hơn vào những ngày cuối tuần. Mình vừa về đến nhà xong và bây giờ thì mình đang ngồi trà đá ở gần nhà. Thì cái quán trà đá này nó ở cái chỗ sân bóng Thương Đình ấy. Bạn nào mà ngồi chờ xe buýt ở đây thì có thể ngồi đây một lúc
để chờ xe buýt cũng như là uống nước giải khát rất là thoải mái các bạn nhé. Sáng nay thì mình đã dẫn các bạn đi ăn một cái quán phở bò có thể nói rất là ngon cũng như là rất là có tiếng ở phố Thọ Sương. Và cái quán này thì nó cũng có lý do của nó khi mà nó đông như vậy. Mình nghĩ là nếu bạn nào có thời gian hoặc là ở gần đấy mà chưa có dịp ăn ở đây thì các bạn cũng nên ăn thử nhé. Các bạn ghé qua để có những cái cảm nhận của riêng cá nhân các bạn. Và về phần thông tin của quán, về địa chỉ, thời gian mở cửa cũng như là giá tiền thì mình sẽ để ở phần phía dưới nhé. Các bạn có thể kéo xuống dưới để xem nhé. Nếu các bạn quan tâm về mảng đồ ăn cũng như là đồ uống nói chung thì các bạn hãy cho mình xin một like với clip này cũng như là subscribe kênh của mình nhé, để mình có những cái động lực mình ra những cái clip hay hơn, những địa chỉ ăn uống ngon hơn nữa cho các bạn. Cảm ơn các bạn. Bye bye.